thưa quý vị huyện ủy long điền vừa tổ chức họp giao ban thường trực huyện ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân huyện để nghe báo cáo và giải quyết một số vấn đề trọng tâm trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương Cuộc họp giao ban giữa Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Long Điền tập trung bàn về tiến độ thực hiện các tiêu chí huyện và xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Hoạt động của tổ xử lý thông tin về tàu cá qua dữ liệu giám sát, giải ngân vốn đầu tư công, di dời bãi cá trích Bí thư huyện ủy Long Điền đề nghị các cấp ủy chính quyền, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị địa phương tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tăng cường quản lý đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng và bảo vệ môi trường, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2023.